Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Em xin quay trở lại và quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới về, đó là chiếc Hyundai Santa Fe, phân khúc của xe SUV 7 chỗ, sản xuất năm 2007. Xe đăng ký lần đầu tháng 8 năm 2007. Tên tư nhân, một chủ tư đầu. Xe màu vàng cát, sử dụng động cơ 2.2 máy dầu số tự động. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá 410 triệu. Vâng, với giá 410 triệu. Anh chị em sở hữu được một chiếc số tự động Santa Fe 2 cầu máy dầu màu vàng cát. Xe nhập nguyên chiếc. Về thân vỏ chiếc xe này thì bên em cũng đã kiểm tra và cam kết không đâm va tai nạn vào kính, vào đèn hoặc biến dạng ô tô. Xe biển Hà Nội 29A80577. Quý vị các bạn nào xem video nhớ nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa về. Bên em chuyên về các dòng xe máy dầu. Và quý anh chị nào đang có nhu cầu bán xe thì bên em đang có nhu cầu thu mua các dòng xe đã qua sử dụng. Anh chị em nào bán hoặc trao đổi thì liên hệ với em Lợi, ủng hộ bên em. Và vừa rồi em vừa đi quay một vòng về cái ngoại thất chiếc xe. Về ngoại thất chiếc xe không bị đâm va tai nạn vào kính, vừa đèn. Và đồng vỏ sơn khá là zin. Toàn bộ đồng vỏ rất chi là mỏng. Về chiếc xe này thì toàn bộ bên em đã kiểm tra, máy móc rất chi là nguyên zin. Và toàn bộ kính đèn, cặp đèn pha bi xi lông nguyên bản. Và mặt ca lăng đẹp, mặt ca lăng toàn bộ rất chi là mới và đẹp. Về phần máy thì máy dầu đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Đăng kiểm còn khá là dài đấy ạ, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2020. Nên là quý vị các bạn nào mua về sẵn đổ dầu vào chạy thôi. Và toàn bộ thông số kính này đều theo năm sản xuất của xe, 2007 hết, của hãng Hyundai. Và sau đây em xin quay về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Nội thất bên trong thì chiếc xe sử dụng ghế da khất rất là dày và đẹp đây. Toàn bộ ghế da của Santa Fe. Và sử dụng hộp số tự động. Đây là hộp số tự động. Toàn bộ bóng khí táp ly nguyên zin hết theo xe. À, xe đã có màn hình DVD, điều hòa. Toàn bộ trần là rất sạch đẹp và nguyên bản. Vâng, với một chiếc xe SUV 7 chỗ, xe nhập nguyên chiếc, với giá tiền hơn 400 một chút, quý vị các bạn sở hữu ngay được một Santa Fe đi rất chi là phê. Toàn bộ chỉ là zin hết, tay mở cửa khá là mới đẹp. Toàn bộ lên kính xuống bên em kiểm tra rất chi là đẹp và đẹp. Và toàn bộ tích hợp vô lăng của xe đang hoạt động rất chi là tốt. Vâng, xe nhập thì thân vỏ đó đóng rất chi là chắc chắn. Độ cách âm thì khá là tốt. Đây là ốc cánh cử và toàn bộ là nguyên zin hết. Vâng, đây là cánh cử phía sau bên lái. Nó rất chi là mới, táp lê thứ là mới, rất chi là đẹp đấy ạ. Toàn bộ phần chỉ có cánh cử là zin hết đấy ạ. Các đinh dập là nguyên zin. Ốc lỗ rất tròn, đẹp. Bị đâm va. Vâng, tuyệt nhiên là chiếc xe đẹp. Đây toàn bộ là nội thất ghế phía sau. Quý anh chị nào có nhu cầu sử dụng Santa Fe máy dầu đi tiết kiệm này thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Đây em hướng máy quay về cái phần phía sau của xe. Phần đuôi xe thì cặp đèn là cặp đèn zin theo xe.
và toàn bộ các cái đinh tán đinh dập này là nguyên của nhà máy Hyundai, và toàn bộ nên là tự nhiên chiếc xe này không bị đâm va từ phía sau, và các cái đinh tán hai bên thế rất là đẹp và nguyên bản, đèn zin theo xe, toàn bộ cái phần ghế phía sau cũng thế, rất là mới và đẹp. Đây em quay về từ phía dưới một chiếc xe lên thì các bác nhìn thấy đấy, toàn bộ nội thất này rất là đều và mới. Và đây là hai cánh cửa bên phụ 100% là chỉ zin hết, ốc kiểm tra là không có hết dấu hiệu tháo lắp của toàn bộ. Táp ly này khá là mới, vân gỗ cực kỳ đẹp. Và bậc lên xuống đây đó, hầu như là không bị chảy xước. Xe có dàn điều hòa phía sau đấy, cho hàng ghế này rất là mát. Vâng, cánh cửa phía trước bên phụ đây, tất cả là nguyên bản và nguyên zin, không bị cong vênh. Đường chỉ rất là mới, tay cầm không bị chảy xước. Kính theo xe 2.7 của hãng Hyundai, và toàn bộ trong này ốc nguyên zin và sơn zin toàn bộ. Đinh khóa mở cửa toàn bộ là nguyên hết, nguyên bản theo xe. Vâng. Vâng, về phần đầu xe thì đèn là đèn zin theo xe, cặp đèn zin theo xe, đèn bi xe lông, và cặp răng và cặp nước là nguyên bản hết. Đấy. Máy này rất chi là mới và đẹp, và các cái đinh dập của nhà máy còn nguyên hết đấy. Đấy, đinh dập đinh tán là nguyên hết cả hai bên. Vâng, sử dụng động cơ máy dầu và rất chi là chắc chắn và cách âm rất tốt. Vâng, em quay lúc động cơ đang vận hành đây, rất chi là êm, toàn bộ máy dầu nổ rất chi là êm. Đấy, động cơ chạy rất chi là mượt, toàn bộ chi tiết chạy điều hòa hoạt động mát. Vâng, vừa rồi em vừa giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn anh chị một chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2007, tên tư nhân. Chiếc xe này thì đang chào bán với giá là 410 triệu. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Anh Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video gần nhất.